khoảnh khắc đau khổ nhất, tâm hồn chuẩn bị cho sự tái sinh, đón nhận điều tuyệt vời nhất. Khi chúng ta đau khổ là khoảnh khắc chúng ta đang đối diện với những tổn thương từ quá khứ của mình. Nó có thể được trồi lên một cách rất mạnh mẽ. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta đang đối diện với sự thật rằng những người không cùng tần số rung động của chúng ta đang ở trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta không muốn người đó rời đi bởi vì cái tôi bản ngã của chúng ta chấp chước vào những gì đã qua. Khi chúng ta nhận thức rất rõ ràng nỗi đau khổ của chúng ta để giúp chúng ta nhìn thấy được sự thật, những gì mà chúng ta còn neo giữ mà nó không còn phục vụ cho chúng ta nữa. Đó có thể là những con người, những hoàn cảnh, những thói quen, những quan niệm, những tư tưởng cũ. Nếu chúng ta chấp nhận và cởi mở, sống thuận theo dòng chảy tự nhiên của vũ trụ, để tất cả những gì không còn phù hợp với tần số rung động của chúng ta rời khỏi cuộc sống của chúng ta một cách rất tự nhiên như là vũ trụ đã an bài, vô số phước lành sẽ liên tục đến với cuộc sống của chúng ta. Đó chính là những quý nhân, những người cùng tần số rung động với chúng ta, những cơ hội tốt, những điều tích cực liên tục xảy ra để nâng đỡ cho chúng ta đạt được tất cả những ước nguyện trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng khoảnh khắc đau đớn nhất là nơi ánh sáng thiêng liêng hiện diện, giúp chúng ta nhìn rõ ràng sự thật và biến đổi vô cùng mạnh mẽ, đón nhận vô số phước lành. Hãy rung động trong lòng biết ơn, đón nhận tất cả những trải nghiệm của bạn với lòng biết ơn sâu sắc, bởi vì tất cả xảy ra là cho bạn. Vô số phước lành đang đến với cuộc sống của bạn.